Ân tình không phai. Tác giả Hai Hùng Sài Gòn. Phần đầu. Lời tác giả. Đây là câu chuyện có thật, do tôi là một trong những nhân vật trong câu chuyện này. Tuy vậy, tôi có hư cấu thêm chút đỉnh cho câu chuyện được vuông tròn. Câu chuyện thật buồn, như cuốn phim chiếu chậm quay lại những năm tháng đi làm tiều phu. Những mong cuộc sống trên rừng sẽ đào được mỏ vàng, nhưng không ngờ vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy vàng da do sốt rét rừng tấn công. Câu chuyện kết thúc để lại trong tôi lòng rây rứt khôn nguôi. Ân tình của hai bác Tư quá lớn. Tôi còn mắc nợ hai bác nhiều điều. Qua câu chuyện này, tôi mong rằng nơi miên viễn, hai bác sẽ vui lòng khi xem qua câu chuyện này. Trong cuộc đời này, mỗi chúng ta ai cũng mang trong lòng ít nhiều kỷ niệm. Có chuyện vui, buồn, sướng, khổ, vân vân. Có những chuyện mà ta ghi mãi trong tâm thức. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời. Vâng, tôi cũng vậy. Cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời mà đến giờ và mãi về sau này, chắc rằng tôi không thể nào quên. Cho dù bụi thời gian chất chồng theo năm tháng. Sau cái ngày 30 tháng 4 năm ấy, tình hình trong nước thật rối ren, xã hội đầy bất ổn, kinh tế đình trệ. Đời sống đồng bào trong nước sống chật vật với cái thời sắp hàng mua gạo, mắm, muối, vân vân. Mọi thứ nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày đều do nhà nước phân phối. Do hàng hóa thiếu thốn mà nhu cầu thì nhiều, nên chuyện cung cấp hàng hóa cho đồng bào có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Chẳng hạn công nhân đi làm được mua theo tiêu chuẩn, hai người thì được một cây kem đánh răng, hai người tiêu chuẩn chung một cái ruột xe đạp. Không biết chia làm sao cho công bằng, vì những loại hàng như thế không thể cắt ra mỗi người một nửa. Tình hình như vậy, phải có một người chịu hy sinh nhường cho người kia, rồi lấy chút ít tiền xoay sở cho nhu cầu khác trong gia đình. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có lúc cũng cãi vã nhau chí chóe do không ai chịu nhường ai. Vì gia đình nào cũng có nhu cầu giống nhau, mà nhà nước không có đủ hàng để bán cho mọi người. Do lúc này Việt Nam bị cấm vận rất triệt để, bao nhiêu đau khổ trút hết lên đầu dân đen. Loanh quanh với những công việc lặt vặt hàng ngày, với số tiền kiếm được quá ít ỏi, không đủ trang trải cho cuộc sống. Bữa nọ, trong lần uống cà phê sáng với hai đứa bạn trong xóm, qua nhiều chuyện vụn vặt thời sự vỉa hè, những tin tức vượt biên râm ran đây đó, thằng Khanh và thằng Khánh, hai anh em ruột, con của vị sĩ quan mang lon trung tá của một binh chủng thiện chiến. Ông mang ba lô đi trình diện chánh quyền cách mạng để đi học tập 10 ngày. Vậy mà gần mấy năm sau, khi ba đứa chúng tôi nhâm nhi những ly cà phê đen, loại cà phê không thể nào đen hơn nữa do người ta rang hạt bắp trộn với hạt câu ăn trầu, cho vô cối xay nhuyễn rồi trộn với bột cà phê thứ thiệt, với tỷ lệ 1/50, uống vô chát ngắt. Vậy mà ông vẫn chưa được về nhà. Nè anh Hùng, lúc này làm ăn khó khăn quá, hai anh em mình cùng nhau chạy affe đi. Nghe nói mua bán mấy cái la bàn đi biển cho dân vượt biên là vô mánh dữ lắm nha. Em có mấy đứa bạn bên Tân Định, tụi nó trúng mánh đậm lắm đó. Nghe thằng Khanh, anh của thằng Khánh đưa ra cái ý tưởng hấp dẫn này, liên tưởng đến công việc tương đối nhẹ nhàng. Nếu môi giới thành công một cái la bàn thôi, thì tiền sẽ vô như nước, tha hồ ăn xài cho bỏ những ngày cơ cực thiếu thốn. Nhưng với tâm trạng bất an, tôi hỏi nó. Tao nghe nói mấy người an ninh chìm họ canh me bắt bớ ba cái vụ này lắm mà nghe. Mày nhắm làm được không vậy? Tiền ai không ham, nhưng coi chừng đó, làm ba cái chuyện này sao tao ớn quá. Thằng Khanh khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh chỗ chúng tôi ngồi, dường như thấy chẳng ai để ý đến,
Nó nói: "Anh sao nhát khít, không nghe thiên hạ nói hả? Có gan mới làm giàu được chứ. Buôn bán lẻ tẻ như mình biết bao giờ mới khá." Đứng về phe của anh nó, thằng Khánh nói chen vào: "Em thấy anh Khanh nói như vậy được đó anh Hùng. Tụi em săn lùng nơi có la bàn, còn anh kiếm mối bán lại. Thiếu gì người đang tìm mua để họ vượt biển đi tìm đất mới. Anh thấy sao? Chịu làm không?" Tôi đành ậm ừ với hai đứa cho qua chuyện. Thú thật tôi cũng không mặn mà lắm với cái đề nghị chuyển nghề của hai anh em nhà thằng Khanh đâu, bởi không rành rẽ về lĩnh vực này. Thôi vậy đi, tụi bay cẩn thận nghe, không khéo bị họ vịnh mình là khổ một đời đó bay. Sau khi tính tiền cà phê, ba đứa chúng tôi chia tay và hẹn nhau cứ mỗi buổi chiều sẽ cùng gặp nhau tại quán cà phê này để đánh giá tình hình thực hiện của mỗi đứa. Thời gian ròng rã gần 2 tháng trôi qua, mỗi ngày 2 cử cà phê đen. Cuối cùng thằng Khanh nó hớn hở chạy u về báo tin cho tôi và thằng Khánh biết. "Ui đã quá, tụi mình sắp vô mánh rồi." Thằng Khanh nó kể lại, cái thằng Tín Hí bạn nó bán chợ trời ở Tân Định đã giới thiệu cho thằng Tín gặp một người lính hải quân. Trước đây người này làm việc trong hải quân công xưởng gì đó. Cái tay này nói có cả kho la bàn đi biển còn ô la dinh trong hộp. Lão đang làm thủ kho do được lưu dụng làm việc tiếp tục từ 30 tháng 4 đến giờ. Điều kiện muốn lão cung cấp la bàn phải dằn tiền cọc và hẹn ngày đẹp trời tuồn hàng ra khỏi kho giao cho nó rồi sẽ nhận tiền đợt cuối. Sau khi kể hết mọi việc, thằng Khanh nói: "Ngày mai em đi giao tiền cọc cho lão ta, nên làm sớm cho ông ấy thấy mình thật sự muốn mua, lấy uy tín làm ăn lâu dài." Nghe nó dứt khoát ngày giao tiền cọc, thoáng chút nghi ngại, tôi gặng hỏi lại: "Khanh ơi, mày thấy chắc ăn không? Coi chừng họ gạt là cục vốn làm ăn luôn nghe. Đến nước đó rồi thì cháo rùa cũng không có mà húp nữa. Mà tao chưa tìm được người mua. Mày lấy la bàn về để ở nhà chôn vốn là chết đó." "Nói vậy chứ bán không được, chắc ba thằng mình đem la bàn này vượt biên luôn quá." Lúc này thằng Khanh nó nổi sân si lên. Nó làm cho tôi một trận: "Anh kiếp trước chắc con cháu Tào Tháo hay sao đó. Cái gì cũng nghi ngờ. Chưa ra trận sợ thua rồi thì còn làm ăn cái nỗi gì." Biết mình làm trật giao kèo với thằng Khanh, nhưng tôi cố vớt vát cấm chế lại nó theo cái lý của mình. "Tao nói vậy thôi, chưa thấy la bàn là biết ở đâu hết mà đưa tiền. Coi chừng mày gặp phải cảnh mua trâu vẽ bóng thì cục vốn đó nghe Khanh." Nãy giờ bà chị hai của tôi đứng gần bên nghe hết mọi chuyện nên nói chen vào: "Khanh ơi, thằng Hùng nhà chị nó nói đúng đó em, phải cẩn thận mới được. Thời buổi bây giờ vàng thau lẫn lộn khó biết lắm. Chị góp ý nhé. Em phải giao ước với ông ta, thấy hàng mới giao tiền, vậy đi cho chắc ăn. Sao, được không em trai?" Nghe sự góp ý của chị tôi có phần chí lý, thằng Khanh đồng ý làm theo cách này để khỏi sợ bị lừa gạt. Tuần lễ sau, kể từ cái ngày tôi chạy vay gom góp vốn liếng cho thằng Khanh đi giao dịch với ông cựu hải quân công xưởng kia, một buổi chiều nọ với gương mặt thiểu não, hai anh em thằng Khanh, thằng Khánh với cái dấp dáng giống hệt chú mèo tam thể trong nhà tôi bị rớt vào cái thau chứa đầy nước trước đây trông thảm hại vô cùng. Linh tính cho biết có điều gì chẳng lành xảy ra. Chưa kịp hỏi han hai anh em nó chuyện gì khiến thằng Khanh bật khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó nói: "Hít, đã nói rồi mà anh Khanh không chịu nghe." Đưa tay kéo vạt áo thun đang mặc trên người, thằng Khánh lau nước mắt rồi kể tiếp: "Anh Hùng với chị hai biết không, ông già đó đâu phải hải quân hải quyết gì đâu. Hít hít,
cái thằng Tín Hí với ổng dàn cảnh gạt anh Khanh lấy tiền trốn mất biệt rồi. Cái ông nội đó chạy xe ôm ở góc Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Hiền Vương cũ đó. Lúc nãy em hỏi mấy bà bán xăng lậu chỗ ngã tư này, mấy bà kể vanh vách về ổng. Trước khi trốn đi còn quịch tiền đổ xăng của mấy bà nữa kìa. Mấy bà chửi đổng một trận quá trời khi hay tin ổng lừa anh Khanh cái vụ mua bán này. Nghe thằng Khánh thuật lại toàn bộ câu chuyện, tôi cảm thấy trạng thái xảy ra với mình như lúc ấy như bị mất trọng lượng. Thân hình tôi đang vật vờ trong không khí, tai tôi ù lên tiếng o o vang lên bên tai, bủn rủn tay chân, mồ hôi tự dưng tuôn ra như tắm. Gương mặt nhợt nhạt, tim đập loạn xạ. Cố giữ bình tĩnh, không để ngã quỵ với cái tin tồi tệ này. Thế là hết. Bao nhiêu vốn liếng cắt ca cắt cụm dành dùm, giờ đành phải cúng cho ông xe ôm có tài thuyết khách nổ banh ta long kia. Cố tạo sự trấn tĩnh, tôi quay sang chất vấn thằng Khanh. Bữa trước mày hứa với chị hai tao là có hàng mới giao tiền, giờ sao bị gạt? Vậy cái la bàn đó hiện giờ ở đâu? Em có thấy la bàn em mới giao tiền. Khi đếm xong, ổng với thằng Tín Hí cất tiền vô cọc. Bỗng đâu có một người đàn bà nào đó cất tiếng la làng ngoài sân. An ninh tới kìa anh Bảy ơi, chạy đi. Thằng Khanh kể tiếp. Nghe vậy em sợ quá, giọt ra cửa sau trốn trong cái lu nước to đùng. Chừng hồi lâu không thấy động tịnh, em lò mò lên nhà trên thì ổng và thằng Tín Hí trốn mất tiêu. Chưa dằn hết cơn tức giận, Khanh nói: tưởng căn nhà đó là của ổng, ai dè khi em hỏi han hàng xóm thì ra đây là nhà của bà bán xăng lậu ngoài ngã tư chứ đâu phải nhà ổng. Tức thiệt, em mà gặp lại thằng Tín Hí với ổng thì không yên với em đâu. Giờ tính sao anh Hùng? Đáp lời thằng Khanh, tôi cố dịu giọng với nó: còn gì nữa mà tính với toán, coi như của đi thay người. Thôi mày về đi. Sáng mai uống cà phê chỗ cũ nha. Khanh, tao đợi đó. Thật ra tôi cố nói nhỏ nhẹ cho thằng Khanh nó yên lòng, chứ trong bụng tôi còn ấm ức với cái chuyện mất vốn lãng xẹt. Nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, tôi cũng có phần trách nhiệm trong đó khi giao phó cho nó mọi chuyện. Mà suy cho cùng tại tôi quá sợ nên không dám ra mặt. Nghĩ mà thương cho thằng Khanh. Qua vụ này xem như ba đứa chúng tôi mua một bài học ở đời với một giá hơi đắt. Nhưng cũng chưa yên thân, bà chị hai của tôi, bà chì chiết cả buổi khi biết kết cục câu chuyện này. Em thấy chưa, chị đã nói trước rồi mà không chịu cẩn thận gì hết. Giờ thì chịu khó ăn cơm với nước mắm kho quẹt nha thằng em trai. Chuyện bị gạt tiền lần trước rồi cũng trôi qua. Dòng đời cứ tuôn chảy, cuộc sống ba đứa chúng tôi thêm phần chật vật sau cái chuyện đúng y như tôi nói với thằng Khanh trước kia. Nó đã mua trâu vẽ bóng. Một ngày nọ, sau những ngày lần đần ở Sài Gòn, tình cờ tôi gặp lại anh Hạnh, người hạ sĩ quan ban ba hành quân chung đơn vị với tôi trước đây, đang dừng đèn đỏ tại một ngã tư. Khi đèn xanh chưa bật sáng thì phía sau tôi, người đàn ông vội vã rồ ga chiếc xe gắn máy hiệu Goben, tông thẳng vào đuôi chiếc push ba đèn của tôi. Hơi phật ý quay lưng lại nhìn, bất chợt tôi và anh Hạnh cùng reo lên mừng rỡ. Vì đã lâu rồi từ khi rã ngủ theo lệnh của ông Dương Văn Minh, chúng tôi mỗi người mỗi ngã, bỏ lại sau lưng những đồng đội thân thương từng gắn bó với nhau suốt chiều dài của cuộc chiến trên quê hương lầm than. Anh Hạnh ơi, đi đâu đây? Có cái quán bên kia đường kìa, anh em mình lai rai tâm sự chút đỉnh cho đỡ nhớ nha. Tôi và anh Hạnh vào quán, sau một hồi ôn lại những kỷ niệm thời binh lửa, rồi quay ra hỏi han cuộc sống hiện tại và hướng đến tương lai. Gần cả kết La Ru được bật nắp,
Tôi và anh Hạnh thật sự hạnh phúc khi làm sống lại thước phim những năm tháng hào hùng trước đây khi chúng tôi còn trong quân ngũ. Cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi ngủ yên cùng quá khứ. Giờ thì Hùng đang làm gì? Nếu được thì theo anh lên sông Bé, Phước Long làm rừng. Sống trên đó được lắm. Tôi kể lể mọi sự tình. Anh Hạnh chặt lưỡi liên tục. Sau cùng bằng cái vỗ vai thật mạnh, anh nói với tôi. Vậy là dứt khoát lên làm với anh nha. Hùng làm về sổ sách kế toán thôi, chấm công, nghiệm thu sản phẩm, trả lương và làm thủ tục chuyển lâm sản về Sài Gòn. Trước đây ở ban truyền tin, anh thấy Hùng làm việc nhanh nhẹn nhất. Về làm với anh là số dách rồi, ok nhé. Sau ngày tan hạn ở mặt trận phía Tây Sài Gòn, anh Hạnh tìm cách nhảy vô một đơn vị chuyên khai thác gỗ. Giờ đang trong lúc bí thế, gặp được anh tôi mừng lắm và thầm nhớ lại câu tục ngữ của người đời thường nói. Buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Nghiệm lại tôi thấy quá đúng trong trường hợp này. Chính choáng hơi men, hai chúng tôi chia tay trong lưu luyến. Tôi hứa sẽ lên rừng một phen xem có đổi vận may hay không, và tôi thường nghe người ta ví von. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá. Đại ý họ cho rằng không nghề nào sánh bằng hai cái nghề làm rừng và nghề đi biển, vì họ thường ví rừng vàng biển bạc. Nhưng sau này tôi lại nghe được một câu tục ngữ khác phản nghĩa lại câu trên, mà khi nghiệm lại tôi mới thấy rõ ràng ông bà mình nói câu nào thì đúng câu đó, không sai chạy đâu hết, bởi vì ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Sáng hôm sau, tôi kể lại tin vui cho anh em thằng Khanh, thằng Khánh nghe. Hai đứa đòi theo tôi quyết chí lên rừng phá sơn lâm một chuyến.